Để làm một con lân thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những công đoạn chuẩn bị mây. Chúng ta sẽ chọn những sợi mây tròn và dẻo dai. Và khi chọn được mây, bắt đầu mình sẽ làm những khung nhôm. Khi mà làm khung nhôm xong ấy, thì là mình sẽ làm bước phần khung chính. Chúng ta sẽ làm phần chạy ngang trước. Phần chạy ngang trước. Và sau khi chạy ngang, chúng ta sẽ làm chạy dọc. Và sau khi làm khung chính xong thì chúng ta sẽ lên các bộ phận. Đây cái lưỡi thì sẽ để lắp vào cái phần dưới này. Và đây là tai con lân. Tai, chúng ta sẽ để lắp cái phần tai. Đó. Mũi lân. Sau khi làm xong mũi lớn thì chúng ta sẽ chuyển sang làm mắt. Đây là phần mắt. Đó là xong phần 1 là làm khung. Sau khi làm khung xong, chúng ta sẽ chuyển sang cái bước là dán giấy. Dán mùng, dán vải mùng, chúng ta sẽ dán những phần dễ trước như dán phần gáy, phần trán và phần mắt. Sau khi dán những phần dễ xong, chúng ta sẽ chuyển sang những phần dán khó chẳng như mũi, miệng, tai và sừng. Dán vải mùng thì chúng ta sẽ sử dụng loại keo sữa. Chúng ta sẽ pha keo, nó không được loãng quá, nó cũng không được đặc quá. Để khi dán vải lên thì vải sẽ ăn và khô ngay. Khi dán giấy chúng ta cố gắng là dán giấy làm sao nó căng, không để bị lõm giấy xuống. Sau khi con dán giấy chúng ta sẽ chuyển sang dán đề can. Dán đề can chúng ta lên cắt những cái mẩu đề can càng nhỏ càng dễ dán, nó càng mịn. Sau khi dán hoàn thiện xong một con lân từ mùng giấy đến đề can thì chúng ta sẽ chuyển sang công đoạn là vẽ. Phần vẽ là công đoạn khó nhất trong làm lân. Chúng ta phải vẽ làm sao cho các cái đường nét thật là sắc nét, màu sắc thật là tươi. Chẳng hạn như phần mắt này, mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng ta phải vẽ làm sao nó thể hiện cái thần của con lân. Để cho màu sơn không bị phai và bị bay thì chúng ta sẽ sơn một lớp sơn bóng phủ lên trên bề mặt màu vẽ. Sau khi công đoạn vẽ xong thì chúng ta sẽ chuyển sang công đoạn dán lông. Chúng ta sẽ sử dụng lông cừu để dán. Công đoạn làm đuôi cũng là một công đoạn rất quan trọng. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị từ các chi tiết rất nhỏ như cắt lông. Cắt lông chúng ta sẽ cắt thành những sợi lông nhỏ như này. Sau đó gắn chúng vào với kim sa hình sóng. Sau khi chúng ta may lông với kim sa xong, chúng ta sẽ may lên một lớp vải nền. Chúng ta sẽ may chúng vào một lớp vải nền và tạo thành một cái đuôi hoàn chỉnh.